Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo lab-grown diamond và moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ, đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như lab diamond, natural diamond và moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell xoàn moissanite 3D Arizona made in USA hiệu Forever One và Mean Forever, 1 carat nước DFL Super Ideal cut 500 mỹ kim lab-grown diamond hiệu IGI và GIA 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1.500 mỹ kim GIA 2.500 mỹ kim 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1.900 mỹ kim GIA 4.200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website DMJ Gems. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, vấn đề giảm hạ khí thải nhà kính CO2 một lần nữa đã được nhắc đến bởi Hội đồng Khí hậu Úc Châu. Trong đời sống đắt đỏ hàng ngày, dữ liệu từ Bộ Ngân khố cho thấy người dân ngày càng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn. Trong lĩnh vực nhân dụng, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Grattan vừa tiết lộ về tình trạng bóc lột nơi làm việc đang ngày càng gia tăng tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin bảo vệ môi trường, kêu gọi thay đổi thói quen, vận chuyển để giảm lượng khí thải CO2. Các số liệu cho thấy, giao thông vận tải là một trong những nguồn ô nhiễm lớn nhất tại Úc. Trong bối cảnh này, Hội đồng Khí hậu đang kêu gọi chính phủ gia tăng chi tiêu cho lĩnh vực giao thông công cộng, nhằm giảm lượng khí thải carbon và tạo một xã hội lành mạnh hơn. Đề nghị này được đưa ra sau khi Hội đồng Khí hậu Úc Châu đã nghiên cứu thói quen vận chuyển của người dân Úc, qua đó cho thấy, giao thông vận tải là nguồn phát thải khí nhà kính CO2 lớn thứ hai tại Úc chỉ sau năng lượng, vì người Úc hiện đang sử dụng xe hơi 81% việc di chuyển hàng ngày. Thế nhưng Hội đồng Khí hậu tin rằng lượng khí thải CO2 có thể giảm tới 75% một cách đáng kinh ngạc vào cuối thập niên này nếu có một sự thay đổi lớn lao đối với phương tiện giao thông công cộng, cũng như thay đổi phương tiện di chuyển bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp điện. Ông Andrew Stock là một chuyên gia về năng lượng và là một thành viên của Hội đồng Khí hậu cho biết, các chuyến đi hàng ngày trên phương tiện giao thông công cộng được điện khí hóa sẽ cần tăng 350% chi phí để đạt được mục tiêu đó. Thế nhưng ông cho rằng các chính quyền tiểu bang đang chi tiêu ít hơn 2% ngân sách giao thông của họ cho giao thông công cộng và giao thông tích cực, như đi bộ và đi xe đạp. Tuy vậy, một số lo ngại rằng những thay đổi cần thiết có thể khó thực hiện hơn ở các vùng ngoại ô của nhiều thành phố lớn, cũng như ở các vùng nông thôn và khu vực, là những nơi không có phương tiện giao thông công cộng, do đó trách nhiệm là ở chính phủ. Trong khi đó, ông Liam Davies, chuyên gia phân tích cao cấp về giao thông tại Viện Giao thông Úc Châu thì cho biết, ông đã cố vấn cho chính phủ liên bang về điện khí hóa trong việc vận tải hàng hóa, cũng như hàng chục chính phủ khác về việc chuyển đổi xe của họ sang các phương tiện không phát thải khí CO2. Nhưng vấn đề phức tạp hơn là chỉ mua một vài chiếc xe bus điện mới mà cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tạo ra nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng đường sắt. Tin đời sống đắt đỏ, người tiêu dùng có ý thức hơn về mua sắm do lạm phát gia tăng. Các dữ liệu mới từ Bộ Ngân khố cho thấy tiền lương của người Úc đã tăng lên trong năm ngoái 2022. Thế nhưng mức tăng này đã bị áp lực chi phí sinh hoạt làm lu mờ. Để đối phó với sự gia tăng này, người tiêu dùng đã và đang thay đổi thói quen mua sắm của họ. Một cách cụ thể thì trong năm 2022 vừa qua, nhân viên toàn thời gian đã nhận được mức tăng lương ổn định trung bình là 1.000 đô la và đã có thêm hơn 330.000 công ăn việc làm mới được tạo ra. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nói rằng không nên xem nhẹ những con số này, mà hãy nên tự hào vì những con số này, vì tăng trưởng việc làm của Úc đã và đang vượt xa tất cả các nền kinh tế lớn tiên tiến, và nước Úc cũng đang chứng kiến mức tăng lương mạnh nhất trong hơn một thập niên qua. Do đó,
người Úc trung bình có thể có nhiều tiền hơn một chút. Thế nhưng việc này không tạo ra nhiều sự khác biệt đối với cuộc sống hàng ngày của họ, vì lạm phát đang vượt xa tốc độ tiền lương gia tăng. Và một trong những điều mà người Úc đang làm để đối phó với chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng là thay đổi thói quen tiêu dùng của họ. Một cuộc khảo sát từ Viện Đại học Monash đã tiết lộ rằng mọi người đang trở nên ý thức hơn về chi tiêu của họ. Tiến sĩ Eloise Jopos là tác giả chính của cuộc khảo sát cho biết, xu hướng mới tại Úc là những người mua sắm muốn ủng hộ các doanh nghiệp địa phương và các sản phẩm được sản xuất tại địa phương. Khuynh hướng này thực sự đã xuất hiện được vài năm, tuy nhiên đã gia tăng trong thời gian đại dịch vì mọi người có một cơ hội sống chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn về những gì họ đã chi tiêu và nơi họ sẽ mua, tất nhiên với một số người Úc không thể đi quá xa để mua hàng. Ngoài ra, cuộc khảo sát này cũng cho thấy rằng thói quen mua sắm cũng ngày càng được thúc đẩy bởi nguyên nhân xã hội như hỗ trợ cho môi trường. Trong số những người được khảo sát, năm nay có thêm 30% chọn sản phẩm thân thiện với môi trường so với năm ngoái. Trong khi đó, thì chỉ số niềm tin vẫn còn cao đối với một số người tiêu dùng. Có 27% người được hỏi cho biết họ thậm chí còn chi tiêu nhiều tiền hơn cho việc mua sắm so với thời điểm này năm ngoái, trong khi 29% những người khác nói rằng họ đã chi số tiền tương tự, thế nhưng sự tự tin đó không phổ biến. Kế đến là tin về lĩnh vực nhân dụng. Báo cáo mới tiết lộ xu hướng bóc lột tại nơi làm việc. Một báo cáo mới đã tiết lộ rằng những người lao động nhập cư có khả năng bị trả lương thấp gấp đôi so với những người cư trú dài hạn, trong khi ít nhất là 16% đang kiếm được ít hơn mức lương tối thiểu. Báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Grattan cho biết, việc bóc lột công nhân không chỉ gây tổn hại cho người di cư, mà còn làm suy yếu khả năng thương lượng của người lao động và làm xói mòn niềm tin vào chương trình di cư. Với dự đoán có tới 1,5 triệu người di cư bổ sung có thể chuyển đến Úc trong 5 năm tới, tác giả của báo cáo cho biết, chính phủ phải xem xét thực hiện các cải cách khẩn cấp để loại bỏ tình trạng bóc lột. Họ đã kêu gọi cải cách các quy định về thị thực, muốn làm tăng nguy cơ bị bóc lột của người di cư, để các luật về nơi làm việc và di cư được củng cố và thực thi tốt hơn, và để những người di cư được giúp đỡ nhiều hơn để bù lại số tiền lương bị mất. Nó theo sau một cuộc khảo sát của Trung tâm Lao động Di cư vào đầu năm nay, cho thấy một nửa số lao động nhập cư ở Úc cảm thấy không an toàn tại nơi làm việc, trong khi 58% đã từng bị ăn cắp tiền lương. Tác giả chính Brandon Coates cho biết, các cải cách sẽ tiêu tốn 115 triệu đô la mỗi năm, có thể được bù đắp bằng thuế và bằng cách áp dụng các hình phạt lớn đối với những người sử dụng lao động trả lương thấp cho công nhân của họ. Ông Coates nói, việc bóc lột lao động nhập cư, những người thường là những người trẻ tuổi và dễ bị tổn thương, là một tai hại đối với tuyên bố của Úc là xứ sở của lao động công bằng. Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy rằng, mặc dù các chính phủ gần đây đã thực hiện một số bước để giảm thiểu tình trạng bóc lột lao động nhập cư, nhưng họ vẫn chưa đi đủ xa và tiến trình đó đã bị đình trệ trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, báo cáo cho thấy, nhiều người có thị thực tạm thời đã chịu đựng sự ngược đãi vì sợ rằng việc lên tiếng sẽ dẫn đến việc thị thực của họ bị hủy bỏ hoặc triển vọng cư trú vĩnh viễn của họ bị đe dọa. Cũng theo báo cáo này, thì có từ 5% đến 16% những người di cư mới đến có việc làm, hoặc từ 27.000 đến 82.000 công nhân được trả dưới mức lương tối thiểu quốc gia. Để kết luận, ông Coates nói rằng, những người lao động bị bóc lột nên được giúp đỡ nhiều hơn để đòi lại tiền lương bị mất bằng cách thành lập các trung tâm lao động di cư và các trung tâm pháp lý cộng đồng nên được tăng cường tài trợ. Kế đến là tin liên quan đến lĩnh vực gia cư. Người thuê nhà phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe vì tiêu chuẩn nhà ở xuống cấp. Các nhà nghiên cứu của trường đại học đã phát hiện ra rằng các quy định yếu kém về tiêu chuẩn tài sản cho thuê ở Úc có thể là nguyên nhân đang khiến sức khỏe và hạnh phúc của người dân gặp nhiều rủi ro. Giữa các báo cáo về các bất động sản có hệ thống sưởi và làm mát lạc hậu, cùng với điều kiện ẩm ướt và nấm mốc, Đại học Nam Úc, Đại học Adelaide và Đại học Melbourne đã xem xét các tiêu chuẩn nhà cho thuê ở Úc, cũng như New Zealand và Vương quốc Anh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các quy định quốc tế đã tồn tại, nhưng không có công cụ nào của Úc có thể so sánh được để bảo đảm chất lượng và tình trạng của những ngôi nhà cho thuê. Hiện họ đang kêu gọi các tiêu chuẩn nhà ở lành mạnh để giải quyết các vấn đề về chất lượng nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người đang thuê nhà có quyền mong đợi rằng ngôi nhà của họ thuê có điều kiện phù hợp để ở.
Nhưng trong bối cảnh khan hiếm nhà cửa như hiện nay, thì những căn nhà có nấm mốc hoặc bị hư hỏng hoặc có các điều kiện tồi tệ khác đều được thuê, vì đơn giản là người thuê không có quyền lựa chọn. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, tất cả các ngôi nhà cho thuê phải phù hợp để con người sinh sống theo đạo luật nhà ở. Và tại New Zealand, đạo luật bảo đảm ngôi nhà lành mạnh yêu cầu tất cả các tài sản cho thuê phải đáp ứng một tiêu chuẩn xác định. Nhưng tại Úc thì không có luật như vậy. Điều này khiến nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng những điều kiện sống tồi tệ như nhà ở lạnh lẽo, ẩm ướt hoặc mốc meo. Các nhà nghiên cứu của Viện Đại học Nam Úc đã xác định những thay đổi để cải thiện tiêu chuẩn nhà ở lành mạnh, bao gồm các mục tiêu chính sách, liên kết điều kiện nhà ở và kết quả sức khỏe, cùng với các yêu cầu bắt buộc minh bạch và khách quan. Các chuyên gia hy vọng là cuộc nghiên cứu này sẽ giúp chính phủ các tiểu bang có cái nhìn rõ hơn về tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của tập thể người thuê nhà. Sau đây là tin từ Sydney, khắc phục khẩn cấp các chuyến xe lửa do tình trạng chậm trễ kéo dài. Một đợt bảo trì khẩn cấp là cần thiết để khắc phục tình trạng tồn đọng ngày càng nhiều các cơ sở hạ tầng đường sắt hư hỏng ở Sydney, khi chính phủ đang nỗ lực đảo ngược xu hướng trễ chuyến hoặc hủy chuyến. Sự gián đoạn trên toàn mạng lưới xe lửa của Sydney chủ yếu là do sự gia tăng các khiếm khuyết liên quan đến cơ sở hạ tầng, cùng với việc kiểm tra tồn đọng ngày càng nhiều, theo đánh giá tạm thời của Sydney Tram vừa được công bố ngày hôm qua. Chủ tịch Ủy ban Giao thông Quốc gia Caroline Walsh, người đứng đầu cuộc đánh giá cho biết, việc tồn đọng kỷ lục các lỗi từ 35.000 đến 40.000 là đáng lo ngại. Cũng theo lời bà Walsh, thì các lỗi kỹ thuật này sẽ không thể phục hồi, nhưng cần được chính phủ quan tâm để giải quyết ngay lập tức và khẩn cấp, nhằm khôi phục khả năng phục hồi của hệ thống xe lửa công cộng, cũng như bảo đảm an toàn cho cư dân. Việc xem xét các vấn đề trên mạng lưới đường sắt New South Wales đã được công bố vài ngày sau khi đảng lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 3 vừa qua, sau khi hành khách phải đối mặt với 12 tháng trì hoãn, gián đoạn và các công đoàn đường sắt đấu tranh với chính phủ liên minh. Tháng 3 là một tháng đặc biệt tồi tệ đối với hoạt động của hệ thống đường xe lửa sau khi xảy ra tình trạng mất điện vì dây điện đã rơi trúng một chuyến tàu ở Panania, khiến 500 người mắc kẹt trong nhiều tiếng đồng hồ. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải Joe Hayland cho biết tất cả 12 khuyến nghị trong báo cáo tạm thời sẽ được chính phủ hỗ trợ với 1.265 lỗi cần phải được kiểm tra mỗi tuần và một số lỗi khác cần phải được kiểm tra mỗi 28 ngày. Riêng thư ký Liên đoàn Đường sắt, Xe điện và Xe bus, ông Alex Glashens cho biết, báo cáo này đã cung cấp một lộ trình để chính phủ New South Wales có thể đưa mạng lưới đường sắt trở lại đúng hướng. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.